Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con xin một câu hỏi gửi đến thầy Thích Tịnh Hải. Dạ thưa thầy, bây giờ chúng con là hàng Phật tử tại gia thì không biết là nên mặc cái áo màu nào thì để nó dễ vãng sanh nếu mà chúng con đi tu. Con mặc áo tràng màu gì ạ? Xin thầy từ bi hướng dẫn cho chúng con màu lâu hay là màu lam để chúng con được dễ vãng sanh ạ. Dạ A Di Đà Phật. À Di Đà Phật. Câu hỏi này cắt cớ quá. Vãng sanh này không là do tù chứ đâu phải do cái áo đâu như vậy. Tình Hải này khuyên chư vị, cái màu áo nào mà giáo hội cho phép chúng ta mặc thì chúng ta mặc là tốt nhất chư vị ơi. Ví dụ nhớ đây, chư vị thấy ở bên phải này thì có áo lam, bên trái này có áo nâu, thì chứng tỏ cái đạo tràng này cho phép chư vị mặc áo nâu cũng được mà mặc áo lam cũng được, phải không? Như vậy thì chúng ta hoan nghỉ. Nếu mà giả sử như tại cái đạo tràng này có cái quy luật là nếu chư vị vào đạo tràng này thì phải mặc áo lam, thì đề nghị với tất cả chư vị đồng tu là chúng ta hoan hỷ mặc áo lam hết. Chịu chưa ạ? Giả sử như trong giáo hội quy định rằng ở tại Việt Nam hợp với áo lam hơn, thì chư vị đang mặc áo nâu có sẵn sàng nghe lời giáo hội chúng ta chuyển qua mặc áo lam hết không? Chuyển hết chư vị ơi, hòa hợp mới hoan hỷ. Thì trong cái học Phật chúng ta có cái gọi là cái thủ pháp đấy, có nghĩa là đến một cái đạo tràng nào chúng ta luôn luôn phải tôn trọng cái đạo nghi, cái đạo tiết, cái đạo hạnh, cái đạo pháp của cái đạo tràng đó, thì chúng ta đi đâu cũng được hoan hỷ. Mà hoan hỷ như vậy thì tự nhiên chúng ta tu hành thấy có thành tựu, phải không chư vị? Ví dụ như khi chư vị đi ra nước ngoài, đi ra bên tàu chẳng hạn như vậy, ra bên Trung Quốc, ở đó người ta nói chư vị phải vào trong đạo tràng thì tất cả phải mặc áo nâu, ngoài cái áo nâu ra còn phải mang đôi vớ trắng để vào trong cái đạo tràng, thì chúng ta phải hoan hỷ mặc áo nâu và mang vớ trắng để vào tu chung với người ta, thì chư vị sẽ được hoan hỷ, được hoan nghênh, đúng không? Ai cũng hoan hỷ cả. Nếu mà chư vị tới đó nói ở Việt Nam tôi mặc áo lam, tại sao bắt tôi phải mặc áo nâu ở đây, thì chư vị là những người không được hoan nghênh trong đạo tràng đó, đúng không? Giả sử như chư vị đến một cái đạo tràng ở tại Việt Nam này, các ngài nói là chư vị không còn mặc cái vớ trắng làm chi, mà chúng ta nói tại sao ở bên tàu phải bắt tôi phải mặc vớ trắng, mà ở đây chư vị không cho tôi mặc cái vớ trắng như vậy, tôi không chịu vào. Thì không chịu vào, chư vị đi chỗ nào đi ở đây người ta không hoan hỷ. Như vậy thì rõ ràng là cái chỗ mà coi là hòa hợp với nhau rất quan trọng. Có nhiều ban hộ niệm nói tôi hộ niệm phải mặc cái áo nâu tôi mới hộ niệm được. Chư vị nghĩ là mặc áo nâu là được vãng sanh chăng? Không phải đâu. Mà không hòa hợp thì mất vãng sanh đấy. Chư vị thấy rõ ràng chưa? Cho nên mong chư vị phải nhớ là mình cứ một lòng vâng lời. Ở đây là cái Phật giáo chúng ta cao nhất là giáo hội pháp này. Giáo hội các ngài ra lệnh như thế nào, chúng ta làm như vậy thì hoan hỷ vô cùng. Thì đạo Phật chúng ta có cái danh tự là bốn thổ hóa. Đi đến cái quốc gia nào, người ta tu như thế nào, mình cứ hòa hợp với người ta mình tu. Đi vào trong nước Việt Nam, thí dụ đạo tràng đây, các ngài hoan nghênh cả hai màu chúng ta có thể được. Nhưng mà thí dụ như đến một cái đạo tràng nó, người ta nói là
chư vị phải mặc áo lam. Chúng ta hoan hỷ mặc áo lam, chịu không chư vị? Nhất định nha. Rồi đến một đào tràng nọ, người ta nói chư vị vào đây phải có cái băng trên đầu này để chữ A Di Đà Phật, thì chư vị phải có. Thì chư vị mà tìm được cái băng A Di Đà Phật mang vào cùng tu với họ, hoan hỷ vô cùng. Mà nhờ hoan hỷ như vậy, chúng ta được ăn ngon nè, được chăm sóc kỹ nè, được nước uống nè, và chúng ta đi ra được nhiều người chấp tay A Di Đà Phật cho chúng ta thấy rõ ràng chưa nè, đúng không? Cho nên mong chư vị phải nhớ là cái màu áo không phải là cái gì quan trọng. Chúng ta cứ hòa hợp với đại chúng để mà chúng ta có cái duyên kết rộng với nhau, để chúng ta cùng nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị chịu không? Vui vẻ không? A Di Đà Phật. Dạ, xin đại chúng như một tràng pháo tay thật là giòn giã. Giòn giã hơn nữa đi ạ. Để cảm niệm tri ân công đức của Thầy Tịnh Hải đã từ bi hướng dẫn chỉ điểm cho chúng con, để chúng con hiểu rõ được là chúng con nên mặc áo nào, vào những thời điểm như thế nào thì phù hợp. Chúng con thành kính tri ân Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật.